chào quý vị và bà con nông dân. Sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp thì hôm nay thông tin thời tiết khả quan đang quay trở lại với bà con và người dân khu vực Trung Bộ. Dự báo gió đông trên cao đang suy yếu dần, vì thế những lớp mây dông ẩm cũng ít đi. Mưa nhanh chóng giảm hẳn cả về diện và lượng, chỉ còn tập trung ở các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với lượng không đáng kể. Từ ngày mai, ngày 3 tháng 11, khu vực không còn chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết gây mưa nào nữa, nên dọc theo dải miền Trung, thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái ngày nắng ít mưa, nền nhiệt vì thế sẽ tăng trở lại, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng 28-31 độ, có nơi cao hơn. Thời tiết thuận lợi cho bà con trong khu vực khắc phục hậu quả những ngày mưa lớn vừa qua. Chỉ lưu ý riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ, bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Bình, nhiệt độ trong ngày có phần thấp hơn đôi chút, cao nhất ngày ở mức từ 27 đến 29 độ. Về đêm trời se lạnh với nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, kèm theo đó là trạng thái sương mù nhẹ vào thời điểm đêm và sáng. Thưa bà con, không bỏ phí thời tiết thuận lợi sau nhiều đợt mưa lớn, những ngày này bà con nông dân tỉnh Hà Tĩnh đang tranh thủ ra đồng làm đất, xuống giống và chăm sóc cây trồng vụ đông. Cánh đồng rau La Xá thuộc xã Tân Lâm, Hương, Thạch Hà, sau những ngày mưa, nhiều loại rau đã lên xanh. Thời điểm này, bà con đang tất bật ra đồng, vừa tháo nước cho các ruộng, vừa nhổ bỏ những loại cây đã hư hỏng do mưa, vừa làm đất, vun luống để sản xuất vụ đông trên diện tích mới. Còn với bà con ở huyện Vũ Quang cũng đang gấp rút ra đồng sản xuất. Đến thời điểm này, toàn huyện Vũ Quang đã gieo chỉa được 150 ha ngô vụ đông, đạt 30% kế hoạch. Rau các loại đạt 40 ha, tức là đạt 50% kế hoạch. Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đạt 37,7% kế hoạch gieo trồng rau vụ đông năm 2021. Với thời tiết sau mưa đang thuận lợi, các chuyên gia nông nghiệp đang khuyến cáo bà con nên tranh thủ tập trung sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ và đáp ứng nhu cầu thị trường những tháng cuối năm. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.